vào buổi chiều thì là một cái thời gian rất là phù hợp để anh em chúng ta ngưng cái việc học tập lại, thầy trò chúng ta ngưng cái việc học tập lại, ngưng cái việc mà làm việc lại để mà mình chuẩn bị cho mình có một cái thể trạng mới tốt hơn, để mà mình còn duy trì, bởi vì cái cơ thể con người là một cái bộ máy cần duy trì liên tục trong nhiều năm. Đâu phải mình học hôm nay rồi mai mình không học nữa, hoặc phải học năm nay mai năm sau không học nữa, đâu phải làm hôm nay rồi mai không làm nữa, mà đó là mình cần phải duy trì liên tục. Do đó cho nên là thầy Liêm muốn chia sẻ với các anh em để một cái cách để mà mình có thể là tập thể thao nó đúng cách, cũng như là duy trì cái năng lượng của mình cho nó đều đặn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Thì cũng xin giới thiệu luôn, đây là cái khu mà Liêm sống, đây là nhà Liêm nè, bên cái cửa trong đó là nhà Liêm á, thấy chưa? Đấy. Rồi ở đây là cái khuôn viên Celadon City ở ở quận Tân Phú á. Cái khuôn viên này nó cũng khá là đẹp, ở ngoài này nó có công viên cho trẻ em chơi nè. Thì lát nữa